anh chơi Astro Divinity đi, mình cũng dự định sau này mình chơi. Không chỉ chơi mỗi mấy con trong bảy chữ cái đâu, mình sẽ chơi mấy con khác nữa, mấy con dễ dễ ngoài khác. Oh my god, khó mọi người, mình chơi không được. Oh. Khó thiệt không mọi người? What? How? Thật ra là mình thấy cái mẹo này nè, mình nhảy lên đây, còn phía bên trái mình phải đụng vào cái cục khói á, sau đó mình lên từ từ kiểu vậy á, ngõ này nhảy lên liền luôn. Không mà, ok, let's go. Anh Trần Châu gì đó. Ủa không phải à? Không phải nhảy qua cái gai rồi sao? Rồi, tới đây rồi, nhảy sao mọi người, nhảy sao, nhảy sao, nhảy sao. Tới nhảy vào góc phải à. Oh, oh my god. Nhảy đây ha. Ngon. Yes, yes, yes. Damn, khó mọi người ơi. Mấy này khó quá à. Mấy trên này khó, cũng khó luôn mọi người. What the hell? What the hell, man? What the hell? What, gì vậy? Gì vậy?